Lò hơi luyện sắt thép là một thiết bị quan trọng trong ngành luyện kim, được sử dụng để sản xuất thép, một loại vật liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Lò hơi luyện sắt thép là một loại lò dùng để nấu chảy sắt thép từ quặng sắt và than cốc. Lò hơi luyện sắt thép có hình trụ, được xây bằng gạch chịu lửa và có hệ thống ống dẫn khí nóng để đốt nóng quặng sắt và than cốc. Nhiệt độ trong lò hơi luyện sắt thép có thể lên tới 1.500 độ C, đủ để làm nóng chảy quặng sắt và than cốc và tạo ra gan lỏng. Gan lỏng sau đó được đổ vào các lò tinh luyện để sản xuất thép. Lò hơi luyện sắt thép có cấu tạo gồm các bộ phận chính sau: thân lò được làm bằng gạch chịu lửa, có hình trụ và được đặt trên một bệ bê tông. Thân lò có một cửa ở phía trên để đưa quặng sắt và than cốc vào và một cửa ở phía dưới để lấy gan lỏng ra. Hệ thống ống dẫn khí nóng được làm bằng thép, được đặt bên trong thân lò và được nối với một lò đốt. Lò đốt sử dụng than đá hoặc khí đốt để đốt nóng khí nóng. Sau đó khí nóng được dẫn qua các ống dẫn và đi qua quặng sắt và than cốc, làm nóng chảy chúng và tạo ra gan lỏng. Quạt được sử dụng để thổi khí nóng vào lò. Quạt có thể là quạt điện hoặc quạt chạy bằng động cơ diesel. Hệ thống điều khiển được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ trong lò, lượng quặng sắt và than cốc đưa vào lò và lượng gan lỏng lấy ra khỏi lò. Tùy theo nhu cầu đặc thù của từng khách hàng, hộp kim được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều kim loại với nhau. Hộp kim có thể có những tính chất khác nhau so với các kim loại tạo nên nó, chẳng hạn như độ cứng, độ bền, độ dẫn điện, độ dẫn nhiệt, v.v. Có nhiều cách khác nhau để tạo ra hộp kim. Một trong những cách phổ biến nhất là nung chảy hai hoặc nhiều kim loại cùng nhau và sau đó để nguội. Khi kim loại nguội, chúng sẽ kết hợp với nhau và tạo thành một hộp kim mới.